Chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh của Bà Già Đi Phượt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chủ đề mà rất nhiều người quan tâm và yêu cầu mình làm video sau chuyến đi Sapa của mình trong thời gian vừa rồi. Như các bạn đã biết, thời gian vừa rồi mình có đăng một số video và review về những cái địa điểm nổi tiếng tại Sapa để các bạn tham khảo. Còn nếu mà các bạn chưa xem video của mình về những cái địa điểm của Sapa thì các bạn hãy để ý, mình sẽ để link ở bên dưới nhé. Video này mình sẽ tổng kết lại cho các bạn những kinh nghiệm được đúc kết từ chính bản thân mình sau một cuộc hành trình dài mà mình đã chuẩn bị như thế nào và khám phá cuộc hành trình đấy như thế nào. Và mình mong là những chia sẻ của mình trong video này sẽ giúp ích cho các bạn thật nhiều nếu như các bạn có dự định đi Sapa trong thời gian tới. Vì vậy các bạn hãy cố gắng theo dõi và hãy theo dõi cho tới hết video này các bạn nhé. Mình sẽ nói về những điểm mấu chốt nhất mà ai cũng phải quan tâm và chuẩn bị đi Sapa. Đó, thứ nhất là vấn đề về đặt xe và vấn đề đặt xe. Mọi người thường hay lên các group để hỏi là đi xe nào thì hay, đi xe nào thì hợp. Đấy, thứ hai là vấn đề về đặt phòng ở đâu, giá thế nào, vị trí khách sạn nên chọn ở đâu, hay là dịch vụ khách sạn có tốt hay không, mình cũng sẽ review hết cho các bạn. Đấy, thứ ba là về vấn đề lịch trình đi chơi của các bạn như thế nào cho hợp lý để có thể đi được hết các địa điểm và tiết kiệm chi phí nhất, và một số những cái lưu ý khác mà mình sẽ nói ở cuối video này. Đó. Vâng, để thì chuẩn bị cho chuyến đi Sapa 3 ngày 2 đêm của mình thì mình cũng đã tham khảo những thông tin về chuẩn bị lịch trình trước đó khoảng một tuần. Mình đã quyết định đi Sapa từ tối ngày thứ 6 và đến Sapa dự là sẽ vào sáng sớm ngày thứ 7, mình sẽ chơi ở Sapa vào ngày thứ 7, ngày Chủ nhật. Và sáng thứ 2 cho đến buổi trưa ngày thứ 2 thì mình xách ba lô lên và về. Đó, thì về vấn đề đặt xe, mình đã tham khảo thông tin. Tùy vào địa điểm các bạn sống tại đâu thì mình sẽ chia sẻ cái quá trình của bản thân mình đặt xe từ Hà Nội đi Sapa. Các bạn có thể tham khảo trên Facebook hay Google thì sẽ ra rất nhiều những hãng xe có thể đưa bạn từ Hà Nội tới Sapa. Thì bây giờ là du lịch Sapa rất là phát triển nên việc tìm một cái xe để đi Sapa thì nó không quá khó. Mình cứ tưởng tượng nó giống như là đi chợ vậy, nó không hề khó khăn gì hết các bạn ạ. Mà cũng không có bắt khách cái xe hay là chặt chém hay gì cả đâu. Thậm chí sẽ có rất nhiều các đại lý sẽ chào mời các bạn những cái combo bao gồm cả xe và phòng khách sạn tại Sapa. Đây mình sẽ nói với các bạn về kinh nghiệm của bản thân mình mà mình sẽ đi Sapa với phương thức là tự túc đặt xe và tự túc đặt phòng. Bởi vì nó phù hợp với tình hình của mình, về vị trí và nhu cầu của mình hơn. Đấy, tùy vào địa điểm mà các bạn sinh sống, các bạn có thể lựa chọn ra cho mình một nhà xe có vị trí phù hợp. Mình thì mình ở ngã tư Sở nên là mình chọn xe sẽ xuất phát từ bến xe Mỹ Đình và mình di chuyển từ nhà đến bến xe Mỹ Đình bằng xe máy. Sau đó mình đến bến xe Mỹ Đình và mình gửi xe máy tại khu vực để xe qua đêm. Trước đó mình có tham khảo được thông tin tại bến xe Mỹ Đình thì cứ 30 phút là sẽ có một chuyến xe để đi Sapa. Bạn có thể với giá vé là rơi vào khoảng tầm 240.000 đến 260.000 một người. Bạn có thể đi xe Sao Việt hoặc là xe Hà Sơn Hải Vân. Họ sẽ có văn phòng tại bến xe Mỹ Đình nên đi rất là tiện. Ngoài ra lý do tại sao mà mình lại chọn đi xe máy tới bến xe Mỹ Đình và gửi xe qua đêm ở đó, đó là vì mình thấy nó rất là linh hoạt. Khi mà bạn đi hai người thì cả lúc đi và lúc về thì rất tiết kiệm chi phí, và nếu như mình để xe ở nhà thì mình cũng phải gửi xe qua đêm thôi. Sau đó mình sẽ phải bắt taxi để đi ra bến xe Mỹ Đình thì sẽ chi phí nó sẽ tốn kém hơn. Ngoài ra thì mình cũng đến bến xe và mình đã tham khảo giá gửi xe ban đêm tại Mỹ Đình là 20.000 đồng một đêm một xe máy. Nên là các bạn không lo về vấn đề chặt chém. Và mình cảm thấy là mình đã gửi rồi, mình thấy nó rất là an toàn. Nguyên một bãi xe mà người ta chuyên để gửi xe qua đêm thôi. Đấy, mình đã đặt xe Sao Việt từ đầu giờ sáng ngày thứ 6 để có thể được có được chỗ ngồi tốt. Tại vì là mình quyết định đi chuyến ban đêm tối thứ 6, chuyến cuối cùng nó 10 giờ đêm. Tại vì là nó lại vào ngày cuối tuần nữa nên là phải gọi điện đặt trước vé. Hoặc là nếu như bạn nào nhà gần thì ra luôn cái văn phòng của nó để đặt vé xe thì sẽ đảm bảo hơn. Còn nếu như mà cuối tuần thì nó sẽ đông khách hơn. Nếu như các bạn ra đến nơi các bạn mới mua vé thì có thể sẽ không được còn được vé tốt nữa. Và thậm chí là các bạn sẽ phải ngồi ghế phụ, ghế hành lang thì nó sẽ rất không thoải mái cho cuộc hành trình. Thậm chí là ngày hôm sau các bạn sẽ rất mệt mỏi và không thể đi chơi được. Đấy, cái lý do mà mình chọn đi đêm đó là do ban ngày thứ 6 thì mình vẫn phải đi làm vào ban ngày. Nên là buổi tối mình mới về. Sau khi mà nghỉ ngơi, tắm giặt cơm nước và chuẩn bị hành lý thì mình sẽ đi ra bến xe Mỹ Đình và lên xe vào lúc tầm 9 giờ 9 rưỡi. Mình sẽ đến Sapa vào 4 rưỡi sáng ngày hôm sau. Vậy là ngày thứ 7 mình có chọn ngày để đi chơi. Mình sẽ có chọn ngày thứ 7 Chủ nhật và buổi sáng thứ 2 để đi chơi ở Sapa các bạn ạ. Còn lúc về thì mình cũng đặt xe Sao Việt tại văn phòng Sao Việt ngay cạnh cổng chợ Sapa.
Đấy, mình đặt tối hôm chủ nhật để trưa thứ hai mình có ghế ngồi tốt, mình về Sapa. Cái lúc về thì nó sẽ không đông, nên là nếu như mình đặt vé sớm thì thậm chí là mình có ghế tốt nhất và mà mình mong muốn nữa cơ. Đó. Còn về vấn đề đặt phòng thì hiện nay các bạn có thể đặt phòng trên rất nhiều các website du lịch, đặt phòng khách sạn như Booking, Agoda, VnChip thì giá nó cũng xem nhau thôi, nhưng mà bản thân mình thì mình đã chọn đặt phòng và đặt được một cái phòng mà mình phải nói là rất là ngon bổ rẻ tại Booking.com, khách sạn Sapa Hostel số 1 Hoàng Liên. Mình sẽ quay cho các bạn xem toàn bộ cái review cái căn phòng khách sạn mà mình đã đặt được. Đây, khách sạn Sapa Hostel, địa chỉ số 1 Hoàng Liên, ngay trung tâm, ngay cái cạnh bên mé phải của khách sạn Đề La, tức là Sun Plaza. Ngay cạnh đó các bạn đã chỉ đi đến mấy bước là ra Sun Plaza, đi thêm mấy bước nữa là ra đến đến quảng trường rồi. Thế tại sao mình lại chỉ cần một cái phòng mà với giá vừa phải thôi và ngay gần trung tâm? Là bởi vì là mình xác định cuộc hành trình của mình đến Sapa để khám phá và trải nghiệm, chứ không phải là một cuộc du lịch nghỉ dưỡng. Phần lớn thời gian trong ngày mình sẽ để dành để đi tham quan những cái địa điểm du lịch nổi tiếng, nên là chứ không phải là để nghỉ ngơi và tận hưởng những tiện ích của khách sạn. Chỉ đến tối sau khi mà mệt nhoài ra thì mình về khách sạn để tắm rửa và nghỉ ngơi. Đấy, đấy là cái lý do của mình. Và còn cái địa điểm mà ở gần trung tâm là để tiện cho cái việc mà di chuyển tới những địa điểm tham quan ở ngay gần trung tâm. Chúng ta có thể đi bộ mà không cần phải thuê xe máy hoặc là taxi. Ngoài ra thì ở ngay tại trung tâm chúng ta rất tiện nếu như mà các bạn muốn đi ra bờ hồ Sapa hoặc là đi ra khu vực chợ hay là bến xe, thì các bạn ngay lập tức là sẽ có cái xe điện giá chỉ có 10.000 đồng một lượt, nên là không lo về vấn đề di chuyển nếu như mà các bạn đi ra đó. Đấy, đấy là toàn bộ cái lý do tại sao mình chọn một cái khách sạn mà gần trung tâm với giá cả vừa phải. Đấy, các bạn có thể xem những hình ảnh mà mình đã quay về Sapa Hostel số 1 Hoàng Liên. Mình đã chọn đặt phòng này vì mình đã tham khảo ở trên các website khách sạn Sapa Hostel được đánh giá là rất tốt. Tuy không quá nhiều tiện nghi nội thất và cũng không quá lộng lẫy xa hoa, nhưng mà cái điểm đánh giá của Sapa Hostel được đánh giá ở mức điểm rất cao, cao so với lại rất nhiều các khách sạn 3, 4, 5 sao khác. Thì cái số sao mà nó đạt được là 8 trên 10 điểm. Đấy, hầu như những cái nhận xét của khách hàng đã từng đến ở tại Sapa Hostel đều có những cái nhận xét là khách sạn rất thân thiện, sạch sẽ, dịch vụ tốt. Đấy, khách du lịch rất hài lòng, kể cả những khách trong nước và nước ngoài. Ở đây bạn có thể thấy mình thuê một căn phòng, phòng này được gọi là phòng nhỏ dành cho hai người, giá chỉ có 250.000 đồng một đêm. Ở Sapa vào những dịp cuối tuần, chưa kể ngày lễ Tết, thì giá phòng ở tất cả khách sạn đều tăng thêm là 50 đến 10 đến 100.000 một ngày nếu như mà Sapa Hostel thì không tăng lên. Đấy, đây là cái đặc điểm của khách sạn này. Cuối tuần cũng chỉ có 250.000 một cái phòng nhỏ dành cho hai người như thế này các bạn nhé. Ngoài ra thì có một điểm cộng vô cùng lớn mà đến khi trả phòng mình mới biết, đó là sự việc buổi sáng hôm mà mình đến, tức là buổi sáng sớm hôm 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 mình trả phòng, mình nhận phòng vào buổi sáng sớm ngày thứ bảy lúc 4:30 sáng. Thì quy định của khách sạn là nhận phòng lúc 12 giờ trưa và trả phòng vào 10 giờ của ngày trả phòng. Nhưng mà khi mình nhận phòng vào lúc 4:30 sáng và vẫn không bị tính thêm tiền, 90% tất cả các khách sạn ở Sapa mà khi nhận phòng sớm hoặc trả phòng muộn đều bị tính thêm tiền do là quá giờ. Đấy, nhưng mà riêng Sapa Hostel thì mình thấy là không hề bị tính thêm tiền một tí nào cả. Đó, đây là một điểm cộng rất lớn dành cho Sapa Hostel các bạn ạ. Một khách sạn nhỏ giá cả phải chăng, mà không muốn nói là rẻ nhất cái thị trấn Sapa, vị trí ở ngay giữa trung tâm, nó chỉ cách Sun Plaza có mấy bước thôi. Đấy, rất thân thiện, đồ đạc thì sạch sẽ, giường đệm có cả thiết bị sưởi mà không lo bị lạnh. Cái việc đặt phòng này là các bạn cần căn cứ vào nhu cầu di chuyển của mình tới các địa điểm du lịch trong thị trấn Sapa như thế nào để các bạn đặt phòng. Nếu như các bạn có nhu cầu nghỉ dưỡng thì các bạn có thể thuê những khách sạn 3, 4, 5 sao có bể bơi, có view núi để tận hưởng những khoảnh khắc mà thảnh thơi yên ả. Còn mình thì phần lớn thời gian mình sẽ dành để đi ra ngoài và khám phá những địa điểm xung quanh. Nên mình chỉ chọn một nơi ngon bổ rẻ gần trung tâm để tiện di chuyển. Mình lấy ví dụ lịch trình của mình. Ngày đầu tiên mình sẽ đi thăm bản Cát Cát, nên mình sẽ đi chụp ảnh quanh thị trấn. Đi Cát Cát này, chụp ảnh quanh thị trấn, nhà thờ, quảng trường Plaza, công viên, núi Hàm Rồng. Đấy, nếu như mà bạn có thuê được một cái khách sạn ở gần trung tâm thì đi tới những địa điểm mình vừa kể trên thì các bạn có thể đi bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa chụp ảnh và thăm thú, ngắm nghía đời sống của người dân, ngắm nghía những em bé dân tộc, những cụ già
mặc mà váy áo thổ cẩm rồi là ngồi đan lát khâu vá thêu thùa rất là thú vị. Còn ngày thứ hai thì mình sẽ dành thời gian để đi thăm cổng trời Ô Quy Hồ, Phan Xipang, Tháp Bạc, Tháp Tình Yêu, rồi thậm chí là bản Sâu Chua, vườn Hồng Cổ. Thì tất cả những cái điểm đó nó chung về một hướng, một ngã, thì mình sẽ thuê xe để mình đi nguyên một ngày. Đấy, đi nguyên một ngày vừa tiện là về trả tiền thuê xe một ngày đổ xăng có một lần thì nó rất là tiện, thay vì là bạn cứ rải rác ra nay bạn thuê một tí mai bạn thuê một tí, mỗi lần thuê bạn lại phải đổ xăng một lần thì nó lại là một vấn đề khác. Đấy, nếu như còn ngày thứ ba nếu có, mình nói ở đây là cho những bạn mà đi 3 ngày thì ngày thứ ba các bạn nên đi Cầu Mây, Bản Tả Phìn hay Bản Tả Van đều phải đi bằng xe máy. Ý mình là mình sẽ dồn tất cả những địa điểm mà mình đi bộ vào một hôm và những ngày mình đi xe máy vào một hôm để mình thuê xe chọn một ngày, chứ không thuê lúc trả rồi là đi chỗ nọ chỗ kia rất mất thời gian, tốn cả về chi phí mà lại không đi được hết tất cả các điểm. Đấy, nên là đó là lý do vì sao mà mình chọn cái khách sạn gần trung tâm để cho mình có thể thoải mái đi quanh vị trí trung tâm. Thậm chí là buổi tối mà mình, nhất là tối cuối tuần thì sẽ có những cái hoạt động phiên chợ, chợ tình rồi là múa hát rất là đông vui nhộn nhịp các bạn. Và buổi tối mà buổi các bạn muốn đi ra khu vực chợ đêm để thưởng thức ẩm thực rồi ngắm nghía các hoạt động ở chợ đêm thì các bạn có thể di chuyển từ trung tâm cũng sẽ rất đơn giản, đi xe điện 10.000 từ cổng nhà thờ cho đến ra đến chợ đêm, nó rất đơn giản các bạn ạ. Đấy, cái việc sắp xếp lịch trình như thế nào thì nó sẽ tùy thuộc vào cái khoảng thời gian mà các bạn dành cho chuyến đi là 2 hay 3 ngày. Các bạn sẽ vẽ lên một cái lịch trình cho mình ăn gì, chơi gì, làm gì trong vòng 2 3 ngày đó. Mình lấy ví dụ chuyến đi của mình kéo dài trong vòng 3 ngày 2 đêm. À, thực ra là cũng chưa đến 3 ngày đâu mà chỉ là 2 ngày rưỡi thôi. Mục tiêu của mình đặt ra là điểm quan trọng nhất mình sẽ phải đến, đó là Phan Xipang, Ô Quy Hồ, Cát Cát. Đó là 3 điểm quan trọng nhất. Nhất định mình phải đến, còn những địa điểm kia thì nếu có thời gian thì mình sẽ đến. Trong quá trình khám phá Sapa, mình thấy cái gì hay ho thú vị hơn thì mình sẽ dành thời gian cho cái đó. Đó, thế về Phan Xipang thì mình đã tham khảo được rất nhiều thông tin là nếu như mà các bạn muốn lên đỉnh Phan Xipang và bắt được những cái cảnh quang cảnh mây trắng nắng đẹp thì các bạn sẽ phải cố gắng quan sát thời tiết, thậm chí là quan sát từ cái lúc mà bạn ở nhà ở Hà Nội. Các bạn chuẩn bị đi, các bạn sẽ phải nghe ngóng thời tiết trước đó mấy ngày. Lên đó rồi thì cũng sẽ có những cái sự biến đổi bất thường của thời tiết nữa. Thì ít ra cố gắng các bạn sẽ canh vào cái thời điểm nắng đẹp để đi lên trên đó, hên xui. Sẽ vẫn có cái hên xui các bạn ạ. Để các bạn có gặp được cái khung cảnh tuyệt đẹp mây trắng bồng bềnh, nắng chiếu long lanh. Đôi khi là ở bên dưới thị trấn nắng đẹp lắm nhưng mà lên bên trên thì vẫn mây mờ che phủ. Đấy, nên là nhưng mà ít nhất thì các bạn vẫn lên canh ở bên dưới nắng to thì các bạn lên đó vào tầm trưa hoặc là đầu giờ chiều thì có khả năng là thời tiết sẽ hửng để các bạn có được những cái tấm ảnh đẹp. Chứ còn nếu như mà trời mưa thì thôi, các bạn lên trên Phan Xipang sẽ không thể nào có cơ hội là có những cái tấm ảnh đẹp đâu các bạn ạ. À, sau khi quan sát thời tiết thì các bạn sẽ lựa chọn là lên đi điểm nào trước. Ví dụ như là các bạn đi Cát Cát thì đi vào thời điểm nào cũng được, nắng cũng được mà không nắng cũng được, sáng cũng được mà trưa cũng được, chiều cũng được. Đó thì nó dễ dàng hơn, chỉ cần bạn có một cái đôi giày thoải mái để các bạn đi bộ ở dưới bản thôi. Hoặc là những cái địa điểm mà mình có thể đi bộ quanh thị trấn. Đấy, tức là quanh khu vực khách sạn của mình đấy rất là tiện lợi. Nếu như trời mưa thì các bạn cũng cũng đỡ không? Các bạn đi nó gần 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 trung tâm thì cũng rất là tiện. Đấy. Mình ở còn ngày thứ hai thì mình sẽ thuê xe máy để đi theo những cái tuyến ở xa, ví dụ như là Phan Xipang. Tất nhiên là sẽ có một tuyến mà nó người ta gọi là cái tàu Mường Hoa chở khách từ Sun Plaza để đi đến bến cáp treo, nhưng mà mình muốn thuê xe máy là để đi kết hợp với lại tham quan cổng trời Ô Quy Hồ, cái cây cô đơn, rồi là đi thăm có thể là ghé vào Tháp Bạc, Tháp Tình Yêu hoặc là vườn Hồng Cổ, vườn hoa bướm, rồi là thậm chí là ghé vào bản Sâu Chua. Đấy, thì là tất cả những cái đó nó chung một tuyến đường. Ngoài ra thì nếu bạn có thời gian thì trên dọc đường đi có rất nhiều những cái khung cảnh thú vị mà các bạn sẽ bắt gặp. Tùy vào cái hoàn cảnh thời tiết rồi mây lúc lên lúc xuống sẽ rất là đẹp các bạn ạ, mình không thể ngờ tới. Đấy, đó là mình đã chia ra hai nhóm địa điểm, một nhóm nào mà mình có thể đi bộ và bất chấp trời mưa hay trời nắng thì mình vẫn có thể đi được. Đấy,
còn trời xấu trời mù mây mình vẫn có thể đi được, nhưng mà còn một nhóm địa điểm mà nó ở xa, nó cần nhất thiết là phải trời nắng thì mới đi được, mới đẹp. Chứ còn các bạn lên mà mù mịt thì không nhìn thấy gì, cách 10 mét đã không nhìn thấy gì thì còn thì chẳng còn cái gì để mà thăm thăm thú nữa cả. Đấy, còn nếu các bạn muốn đi thêm địa điểm là Cầu Mây, Tả Van, Tà Phìn thì các bạn sẽ dành cho nó vào ngày thứ ba. Nếu như các bạn có thêm thời gian ở Sapa thì các bạn đi xe máy cũng cùng một tuyến đường thôi, cho nó sẽ rất là tiện. Đấy, tổng kết tất cả lại những cái kinh nghiệm mà mình đã có trong cuộc hành trình như Sapa của mình thì các bạn cần phải lưu ý những cái điểm bên trên. Ngoài ra mình sẽ nói cho các bạn thêm một số những cái lưu ý nho nhỏ nữa để các bạn tránh và hoặc là các bạn lưu ý bỏ túi. Thứ nhất là các bạn hãy tham khảo kỹ thông tin trên mạng qua các group Facebook chẳng hạn như GV Spa gì đó, thì trước khi các bạn quyết định xem là mình lên chọn cách đi tự túc hay là mua combo, thì nhiều người nói là combo thì rẻ, nhưng mà theo bản thân mình thì mình thấy combo không rẻ. Đấy là do cái hoàn cảnh của mình, ví dụ như vị trí mình xuất phát từ đâu, mình đến đấy mình đến Sapa mình sẽ dự định đi những địa điểm nào, thì cái vị trí khách sạn này, vị trí mà mình bắt xe này, nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là cái chi phí di chuyển của mình. Thì các bạn tự cân cân đối sao cho nó phù hợp lý. Còn mình thì mình đã chọn cái phương thức là đi xe máy ra Mỹ Đình như mình đã phân tích với các bạn rồi đấy. Đôi khi thì các bạn đặt các combo thì các bạn thấy rẻ được 50 hay 100 nghìn, nhưng mà thực ra thì chi phí để các bạn di chuyển để đến cái nơi mà bạn bắt xe, hoặc là đến nơi thì các bạn nhận phòng khách sạn xong rồi các bạn mới phát hiện ra là cái khách sạn đấy nó ở quá xa trung tâm hay quá xa những cái địa điểm du lịch. Mỗi khi các bạn muốn đi đến địa điểm nào đấy, các bạn lại phải thuê taxi hoặc là thuê xe ôm hoặc là thuê xe máy tự đi, tất cả là nó cũng đều tính ra chi phí, thì là đôi khi thì nó sẽ không rẻ so với lại việc mà mình đặt tự túc các bạn ạ. Hoặc là nếu các bạn đặt tự túc thì các bạn cũng phải tra Google Maps để xem được là cái việc di chuyển nó như thế nào. Đôi khi là di chuyển liên tục thì nó sẽ tốn rất nhiều chi phí trong một ngày, cho và trong cả một vài hành trình nữa thì nó lại là càng là một khoản đấy. Điểm thứ hai mà các bạn cần lưu ý là cái Facebook group, những cái group trên Facebook ví dụ như Sapa review, review Sapa hay là tất tần tật tuốt tuần tuột cái gì đó, thì là người ta lập ra là để cung cấp thông tin cho các bạn một phần thôi, một phần khác là để họ làm marketing, là để họ PR cho những cái sản phẩm về khách sạn, về combo, về nhà hàng ẩm thực của họ, của những cái con người mà họ có những cái phần trăm. Thì đối với mỗi bài viết mà họ mang về khách hàng thì họ sẽ có những cái phần trăm lợi nhuận riêng cho cái group. Vì thế là nó có cái phần là nào đó là thương mại hóa hay là PR ở trong đó. Nên là các bạn khi mà các bạn đọc những cái bài review thì các bạn cần phải có sự phán đoán chính xác về mặt thông tin, nó đúng hay sai. Có những cái bài viết nó rất là thật nhưng mà ẩn sâu bên trong đó lại là có một sự PR ngầm. Và tất nhiên những trường hợp đó thì cái phần trăm chính xác của nó sẽ không đạt tới mức 100% được. Nên là mình khuyến cáo các bạn là chỉ nên tham khảo những cái bài viết mà nó hết sức chân thực, mà của những cái người đã từng đến Sapa và muốn thật lòng chia sẻ kinh nghiệm với các bạn. Đấy, về vấn đề thứ ba mà mình mong các bạn lưu ý đó là hầu như ai lên Sapa cũng phải thuê xe máy để đi ra Ô Quy Hồ, bởi vì đó là một cái điểm mà không thể bỏ qua khi các bạn đến Sapa. Vì thế là các bạn hãy nhớ mang theo bằng lái và lái xe thật cẩn thận. Những năm trước mình đến Sapa thì không thấy bóng dáng chú cảnh sát nào, nhưng mà thời gian gần đây thì Sapa rất đông nên là cảnh sát cũng đông tăng lên theo tỷ lệ thuận với lại khách du lịch, thường xuyên hỏi thăm các khách du lịch về bằng lái, nên các bạn phải nhớ là lái xe cẩn thận và quan sát những cái biển là một chiều hai chiều, nó bây giờ nó phân ra tuyến đường như vậy, người lên Sapa ngày một đông nên là các bạn phải hết sức cẩn thận về cái vấn đề giao thông đấy. Vấn đề thứ tư mà các bạn cần lưu ý là vấn đề này là rất quan trọng, nếu như không có nó thì các bạn không thể đi được, đó là vấn đề về tài chính. Trước khi các bạn phải thăm đi trước khi đi các bạn nên tham khảo thông tin và để ra cho mình kế hoạch về ngân sách, cân nhắc như thế nào để chuẩn bị cho chuyến đi cho nó phù hợp. Bởi vì khả năng tiêu tiền của con người là vô hạn các bạn ạ, nhưng mà tùy vào khả năng tài chính thực tế, thực trạng của bản thân mà chúng mình có cần có những cái kế hoạch về tài chính để có một chuyến đi mà khi về nó sẽ không phải lâm vào cái tình trạng là không thể về được, hoặc là cháy túi, hoặc là bị thâm hụt ngân sách thì sẽ rất là không ổn. Và ở đây mình sẽ nói với các bạn sơ lược về kế hoạch ngân sách mà mình đã chi tiêu sử dụng trong hành trình Hà Nội Sapa 3 ngày 2 đêm của mình. Tính ra là mình đi từ đêm thứ 6
đến Sapa vào sáng thứ bảy và rời khỏi Sapa vào trưa ngày thứ hai, vậy là tối thứ hai mình đã có mặt ở Hà Nội. Vậy chi phí của mình dành trong hai người trong chuyến đi Sapa như thế như vậy là bao nhiêu, thì mình sẽ liệt kê ra ở đây cho các bạn những cái chi phí cần thiết tối thiểu nhất về những cái loại phí mà các bạn cần phải chuẩn bị. Ngoài ra thì cái phần tiền về ăn uống thì mình sẽ không nêu ở đây, mình sẽ chỉ nói với các bạn là trong cái khoảng thời thời gian là 3 ngày 2 đêm thì mình tối thiểu mình sẽ chi tiêu hết mình chi tiêu cho cái khoản ăn uống là nó rơi vào khoảng tầm 1 triệu 2 đến 1 triệu rưỡi cho hai người. Đó thì là tổng cái chi phí cho chuyến đi hành trình Sapa 3 ngày 2 đêm của mình nó đã rơi vào khoảng triệu 4 triệu rưỡi cho hai người. Đấy là một cái mức chi phí mà mình nghĩ là tối thiểu vừa phải và bình dân tiết kiệm. Đấy thì các bạn có thể tham khảo.